Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tắt tiếng cuộc gọi cũng như là thông báo tin nhắn của bất kỳ một tài khoản Zalo nào trong danh sách bạn bè của các bạn. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta không muốn nhận thông báo tin nhắn cũng như là thông báo cuộc gọi của bất kỳ một tài khoản Zalo nào, các bạn hoàn toàn có thể là tắt tiếng thông báo cuộc gọi cũng như là thông báo tin nhắn của tài khoản Zalo đó. Và để thực hiện được việc tắt tiếng thông báo cuộc gọi cũng như là thông báo tin nhắn của tài khoản Zalo thì các bạn sẽ tiến hành là thực hiện như sau. Các bạn sẽ mở ứng dụng Zalo của các bạn lên, và ở trong ứng dụng Zalo của các bạn chọn là phần cài đặt trang cá nhân. Ở trong phần cài đặt trang cá nhân, các bạn chọn là phần cài đặt. Ở đây các bạn chọn cho mình một cái mục đó là thông báo. Và trong mục thông báo này, các bạn để ý cho mình nó sẽ có một cái mục đó là tắt thông báo cuộc gọi từ bạn bè. Các bạn chọn vào đây. Và ở đây nó sẽ hiện danh sách những cái tài khoản Zalo mà các bạn đã thực hiện cái việc đó là tắt thông báo cuộc gọi. Và nếu như các bạn muốn thêm bất kỳ một tài khoản Zalo nào, các bạn chỉ cần bấm vào dấu cộng ở đây. Nó sẽ dẫn chúng ta tới danh sách bạn bè ở trên tài khoản Zalo. Và lúc này các bạn chỉ cần tích chọn vào cái tài khoản Zalo mà các bạn muốn tắt thông báo. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng mũi tên ở đây. Như vậy thì các bạn đã thêm được thành công danh sách những cái người mà các bạn không nhận thông báo cuộc gọi từ những người này. Và khi những người này gọi điện thoại cho các bạn ở trên Zalo thì các bạn sẽ không nhận được bất kỳ một thông báo nào. Và đó chính là cái cách để chúng ta có thể là tắt được thông báo cuộc gọi trên ứng dụng Zalo của bất kỳ một tài khoản Zalo nào mà các bạn không muốn nhận thông báo.